Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Kiều Xuân và Women Sure của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trao đổi một vấn đề, đó là trị nám da tại nhà hiệu quả nhất bằng cách nào. Quý vị có thể điện thoại với chúng tôi số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0896 509 509 quý vị nhé. Có thể nói nám da là một tình trạng khó chịu đối với tất cả chị em phụ nữ mà ngay cả đàn ông nữa quý vị. Nám da từ độ tuổi 40 trở lên thì chiếm khoảng 90%, còn từ 30 đổ xuống thì thực sự nó cũng khá nhiều quý vị. Hiện nay thì có những cái độ tuổi còn trẻ cũng vẫn bị nám da. Điều trị nám da là một quá trình không phải là đơn giản đâu. Nếu chúng ta biết thì nó cũng đơn giản, không biết thì nó phức tạp vô cùng quý vị nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Lê Thái Vân Thanh để cùng trao đổi làm sao trị nám da một cách tốt nhất và hiệu quả nhất quý vị nhé. Chào bác Thanh ạ. Chào anh Quyền Linh và chào quý khán giả của chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Hôm nay thì có hai khách mời sẽ cùng trao đổi với chúng ta để chia sẻ với bác sĩ sẽ tư vấn cho chúng ta để tìm cách trị nám da hiệu quả nhé. Nám da nhiều người rất là lầm lẫn thưa bác sĩ. Người ta đôi khi là nám da rồi bị tàn nhang vân vân. Thì hai cái điều nó khác nhau thế nào? Và nám da là gì ạ? Nám da là một cái vấn đề rối loạn sắc tố của da. Cụ thể đó là tăng sắc tố ở vùng da mặt và có thể lan rộng đến vùng cổ, vùng hàm dưới chẳng hạn, những cái nơi mà tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều. Và nám da thường xuất hiện sau lứa tuổi khoảng 30, tức là khi chúng ta đã có những vấn đề của lão hóa nội sinh cũng như chịu tác động của ánh nắng mặt trời nhiều và những cái rối loạn nội tiết tố. Còn tàn nhang thật ra cũng là một vấn đề của rối loạn sắc tố da, là tăng sắc tố, nhưng chúng ta sẽ bắt gặp những cái thương tổn tăng sắc tố dạng chấm, dạng điểm li ti cỡ đầu kim, và nó xuất hiện ở những cái vùng phơi bày ra ánh nắng mà có thể từ lứa tuổi khoảng 5 đến 8 tuổi đã có. Và tàn nhang là cái tổn thương tăng sắc tố này nó liên quan đến yếu tố gen nhiều hơn là những yếu tố tác động từ môi trường hay là trong cơ thể. Vậy thì cơ chế nám da là gì, những cái yếu tố, những cái gì mà nó tác động làm nám da nặng thêm thưa bác sĩ? Cứ nói đến nám da hay là rám má thì chúng ta cứ hay nghe nhắc đến bốn cái thủ phạm đặc biệt sau đây. Đầu tiên đó là yếu tố gen. Có những chị, có những anh, thậm chí là nam cũng thế, sẽ bị xuất hiện cái nám da sớm và nhiều hơn ở những đối tượng cùng trang lứa. Đó là do yếu tố chúng ta thừa hưởng cái gen, rủi thay là chứa cái gen quy định là bị nám da. Yếu tố thứ hai đó là ánh nắng mặt trời, mà trong đó trước đây chúng ta hay nghe nhắc nhiều đến thủ phạm là tia UV hay là tia tử ngoại. Nhưng mà ngày nay với rất nhiều cái nghiên cứu khoa học tiếp theo thì có nhiều loại tia cùng tác hại lên da, có thể gây tăng sắc tố da và rám má hay nám da. Đó là tia hồng ngoại, ánh sáng khả kiến, chẳng hạn như là ánh sáng xanh dương của các màn hình LED mà chúng ta ngồi thường xuyên trước màn hình của máy tính smartphone khoảng 6 tiếng mỗi ngày, thì đó cũng là thủ phạm gây ra nám da. Và cái thủ phạm thứ ba mà chúng ta cũng hay thường nghe nhắc, đặc biệt ở chị em phụ nữ, đó là cái rối loạn về nội tiết tố. Ở lứa tuổi khoảng sau 30, chúng ta sẽ thấy là có cái tình trạng rối loạn nội tiết tố theo cái hướng là sụt giảm nội tiết tố nữ. Và đặc biệt ở những chị mà mang thai hay trong thai kỳ thì cái xu hướng tăng vọt các nội tiết tố nữ một cách bất cân đối với những nội tiết tố còn lại, thì chúng ta cũng thấy là xuất hiện rám má hay nám da rất là nhiều. Và thủ phạm thứ tư và sau cùng đó là tất cả những cái tác động từ bên ngoài mà chúng ta lại áp đặt trên da của chúng ta trong một quá trình sống lâu dài, đó là những cái mỹ phẩm dùng không đúng cách, những cái kỹ thuật mà chúng ta nghĩ rằng tốt cho da, chẳng hạn như là tẩy tế bào chết, massage da mạnh, wax lông mặt, vân vân và vân vân, đều góp phần làm cho cái tình trạng nám da xuất hiện sớm và nhiều hơn. Và hôm nay thì có bạn Hoa Lư với bạn Xuyến ha. Chúng ta cứ trao đổi với bác sĩ Lê Thái Vân Thanh để tìm ra những cái cách nào đó chúng ta sẽ trị nám da một cách tốt nhất. Thôi mời bạn. Chào bác sĩ, tôi nay 40 tuổi rồi. Thì tới lượt mình thì cũng bắt đầu trên gò má hai bên xuất hiện những cái vết thâm nhỏ nhỏ. Rồi bây giờ thì nó lan tỏa ra, nó sậm hơn. Thì ban đầu thì cũng nghe bạn bè khuyên là đi spa, dùng tia laser rồi lột da mặt, rồi uống những cái thuốc mà dân gian chỉ, rồi có tinh chất nghệ, rồi đắp mật ong, nói chung là làm đủ cái để mà lấy lại cái nhan sắc
để mà mình tự tin hơn. Tại chứ bây giờ cái mặt như vậy á, rất là tự ti. Thì bây giờ bác sĩ có thể là hướng dẫn cho biết là có phương pháp nào để mà trị nám hoàn toàn hay không? Vì trải qua những cái lần mà đi spa đó, làm tia laser đó, thì ban đầu thì vết nám nó mờ, nhưng mà sau đó thì lại qua một mùa nắng cái nó bắt đầu nó đậm hơn như bây giờ đó. Thì có thể bác sĩ cho biết phương pháp nào thích hợp hơn. Thưa bác sĩ, trước đây 2 năm á, sau khi sinh con á, thì da tôi bắt đầu xuống cấp một cách trầm trọng luôn. Những vết nám da cũng bắt đầu xuất hiện ngày càng lan rộng ra nữa. Mà công việc của tôi hiện tại á, là làm lễ tân nên rất là quan trọng về vẻ bề ngoài. Mà nám da thì khiến tôi mất tự tin, tôi không còn giao tiếp với khách hàng được nữa. Thì tôi khi mà gặp họ tôi cảm thấy rất là ngại, thì cảm thấy bất ổn của làn da á, nên tôi mới tìm đến để gặp bác sĩ. Được biết á, là sau khi sinh á, thì nội tiết tố thay đổi là nguyên nhân chính khiến các vết nám của tôi á, ngày càng lan rộng nhiều hơn. Và được tư vấn của chuyên gia á, tôi có sử dụng viên uống Kiều Xuân giúp ổn định nội tiết tố và kết hợp với viên uống của Vonensure giúp trắng da, mờ nám, chống lão hóa. Đồng thời á, bôi thêm serum của Kiều Xuân nè để cho các vết nám á, mờ từ bên trong luôn. Và sau 3 tháng sử dụng á, thì vết nám á, nó đã bay xa, trả lại cái làn da rất là mịn màng. Các chuyên gia khuyên tôi á, nên tiếp tục sử dụng cái bộ mỹ phẩm này để chống nắng toàn diện và ngăn ngừa nám quay trở lại để trả lại cái sự tươi trẻ cho làn da của mình. Như vậy là hai bạn này á, là mỗi người có một cái gọi là bệnh khác nhau, điều trị nhiều nơi luôn đúng không? Và có rất nhiều cách điều trị. Và hôm nay thì sẵn bác sĩ Văn Thanh và Quỳnh Linh cũng hỏi luôn. Vì thì tình trạng hai người này là cấp độ khác nhau, có người trị đủ thứ nơi mà không hết, có người điều trị ở nhà hết. Vì thì cho Linh hỏi là nám da đó nó có được phân loại thành bao nhiêu loại không ạ? Nói về nám da thì chúng ta thường sẽ phân loại nám nông hay nám sâu hay nám hỗn hợp. Nông có nghĩa là những cái tình trạng tăng sắc tố từ cái lớp màng đáy hay là lớp chỉ trong lớp thượng bì da của chúng ta thôi. Thì cái nám nông đó tương đối là nhìn thì thấy rất là rõ, hiện diện giới hạn rõ với vùng xung quanh, màu sắc cũng có thể là đen, có thể nâu. Nhưng cái nám đó lại tương đối dễ điều trị hơn là cái nám sâu. Nám sâu tức là cái sự tăng sắc tố hay tăng melanin này nó nằm ở sâu dưới cái lớp thượng bì, dưới cái lớp màng đáy. Và như vậy các tế bào trong da của chúng ta cứ ngậm những cái hạt sắc tố đó mà di chuyển đi chơi trong da. Như vậy thì điều trị cũng không phải là dễ dàng. Và có một cái tình huống thứ ba, phân loại thứ ba đó là nám hỗn hợp. Đó là giữa nông và sâu. Và tùy theo từng cái loại tăng sắc tố ở cái lớp nào của da của chúng ta mà chúng ta có thể áp dụng những cái biện pháp mà hỗ trợ hay là những cái công nghệ kỹ thuật sâu hơn để có thể mà giải quyết gọi là triệt để. Với tình huống thứ nhất thì chúng ta cũng nên biết là làn da mặt là làn da mà mỏng manh nhất trong cơ thể, nhạy cảm nhất, và nó phải tiếp xúc với các yếu tố từ môi trường ngoài của cơ thể như là ánh nắng, bụi bẩn, ô nhiễm, vân vân và vân vân, cũng như là nó tiếp xúc về mặt diện mạo tâm lý, cho nên chúng ta phải nâng niu nó tối đa có thể. Chúng ta đừng nghĩ rằng là mình làm cái gì đó mạnh để cho trôi bớt những cái lớp trên bề mặt da, mình dùng những cái kỹ thuật gì tân tiến hiện đại như là laser có thể trị nám tận gốc rễ laser, hoặc là những cái phương thức chích chất này chất kia có thể cam đoan là bay hết vân vân, thì chúng ta phải nên cố gắng tỉnh táo để mà chúng ta tìm hiểu từng cái công nghệ, thông tin của từng kỹ thuật và công nghệ khác nhau. Như tôi đã nói, chúng ta phải nâng niu. Cho nên nếu như mà với những cái nám mà xuất hiện ở độ tuổi 40 như là độ tuổi của bạn, mà chúng ta lại cứ lột, chúng ta lại cứ laser vân vân, và chưa nói tới cái chuyện là tăng sắc tố sau viêm gặp hơn 50% ở người châu Á, và cụ thể đó là người Việt Nam. Cho nên sau những cái kỹ thuật đó là cái tình trạng nám có thể ngày càng tăng và lan rộng. Nếu như rủi thay mình tìm đến cái công nghệ mà được điều khiển bởi những cái người mà chưa có tìm hiểu sâu, chưa tìm hiểu kỹ về công nghệ đó, thì các bạn sẽ tiền mất tật mang và nám sẽ ngày càng tăng. Còn ở tình huống của bạn đây thì chúng ta thấy là chúng ta bị xuất hiện những cái nám sau khi chúng ta mang thai, đó là một cái diễn tiến tự nhiên. Bởi vì sao? Khoảng 90%
thai phụ đều có vấn đề nám má hay tăng sắc tố ở một vùng nào đó, nhất là vùng mặt. Cho nên cái chuyện nám này là cái chuyện bình thường. Sau khi sinh, có thể chúng ta cứ từ từ, chúng ta cứ kiên nhẫn, chúng ta cứ bình tĩnh và dùng một số biện pháp bảo tồn làn da tối đa mà chúng ta có thể áp dụng tại nhà như bạn đã từng áp dụng, thì cái nám hay cái sắc tố này nó cũng có thể lui dần lui dần. Tuy nhiên, với một cái tỷ lệ đã được thống kê, đã được báo cáo, thì từ 1 đến 10 năm có nghĩa là sao? Có thể là kéo dài khoảng sau 1 năm thì cái nám sau khi sinh mới hết, hoặc có những trường hợp kéo dài 10 năm. Nhưng mà trong quá trình đó chúng ta lại cứ tiếp tục tiếp xúc với các yếu tố của môi trường, như là ánh nắng, như là khói bụi, như là mỹ phẩm trang điểm, như là màn hình LED mà chúng ta phải làm việc trong văn phòng, thì cái chuyện nám đó không còn là nám sau sinh nữa, mà đây là một cái nám, vấn đề nám của những cái nguyên nhân thông thường khác ở lứa tuổi trung niên. Và như vậy chúng ta thấy rằng là không phải cứ phải tìm tới cái gì gấp, mà chúng ta có thể sử dụng những cái biện pháp từ trong ra ngoài, dưỡng da, bảo vệ da, chống nắng thật hữu hiệu. Chúng ta có thể điều chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt cho hợp lý. Và hơn thế nữa, chúng ta có thể dùng một số những cái gọi là thực phẩm chức năng, hay là những cái vitamin cho làn da, hay là những cái yếu tố vi lượng, những cái yếu tố có lợi cho làn da, đặc biệt là có lợi bảo vệ da của chúng ta, chống lại các stress oxy hóa, khử các gốc tự do và ức chế sự hình thành sắc tố thêm nữa, để theo thời gian những cái sắc tố từ bên sau của da có thể được đào thải dần theo cái chu chuyển của tế bào, theo một cái quá trình tự nhiên, và cái nám sẽ nhạt phai dần và có thể là sẽ hết hiện diện trên làn da của chúng ta. Như vậy thì điều trị nám da cần có những phương pháp nó kèm theo, nó đồng bộ với từng cái loại nám da như thế nào, và chúng ta cần phải điều trị bên trong lẫn bên ngoài, đúng không bác sĩ? Cộng thêm nữa là hiện nay thì có những phương pháp điều trị nám da nào, và từng phương pháp đó thích hợp với loại mức độ nào của da thưa bác sĩ? Tùy theo từng cái loại tăng sắc tố ở cái lớp nào của da của chúng ta mà chúng ta có thể áp dụng những cái biện pháp mà hỗ trợ, hay là những cái công nghệ kỹ thuật sâu hơn để có thể mà giải quyết gọi là triệt để. Cái nguyên tắc mà để giải quyết cái vấn đề nám vẫn là bốn cái nguyên tắc mà như tôi đã nói: phải bảo vệ da, chống nắng thật là tốt, điều chỉnh chế độ ăn uống, điều chỉnh chế độ sinh hoạt, và sau nữa đó là dùng những cái sản phẩm có thể là từ bên trong, có thể là từ bên ngoài, để ngăn chặn cái sự hình thành sắc tố mới, cũng như giúp đào thải nhanh hơn cái sắc tố mà đã tồn tại ở trong da. Thì đối với cái nhóm thứ tư là mình dùng những cái sản phẩm như thế nào để ngăn chặn sự hình thành sắc tố, thì chúng ta biết nguyên nhân, hay là nếu mà từ chuyên môn gọi là cơ chế bệnh sinh, thì nó lại có sự góp phần rất là lớn của cái yếu tố nội tiết tố. Vậy như vậy, ở những đối tượng chẳng hạn như là sau sinh, thì lúc khi chúng ta mang thai, nội tiết tố của nữ tăng cao, sau sinh nó sụt giảm đột ngột, và như vậy là nó mất sự cân đối, thì chúng ta lại tìm đến bổ sung các nội tiết tố từ bên trong. Nhưng mà với những cái nội tiết tố mà tổng hợp thì chúng ta lại lo lắng là không biết có nhiều tác dụng phụ khác hay không, dùng có thể phải kiểm tra về những vấn đề là phụ khoa, sức khỏe về phụ khoa vân vân, có thể xuất hiện thêm các u bú gì đó nếu như chúng ta dùng mà không được sự theo dõi của bác sĩ chuyên khoa. Còn nội tiết tố mà từ thiên nhiên thì coi như là chúng ta tìm đến thiên nhiên, tiếp cận đến thực phẩm, thức ăn thì chúng ta thấy khá là an toàn hơn. Đó là những cái nội tiết tố chẳng hạn estrogen từ thiên nhiên chẳng hạn. Còn từ bên ngoài thì chúng ta có thể dùng thêm các sản phẩm bôi để ức chế sự tổng hợp của sắc tố. Thưa bác sĩ, tôi và các chị em thì thông thường là cứ bôi kem chống nắng, rồi dùng các serum đó, rồi dùng tia laser. Nhưng mà vết nám ban đầu thì nó cũng phai mờ đi, nhưng mà rồi sau đó thì qua một mùa nắng nó lại xuất hiện lên lại. Thì bác sĩ có thể nói cho biết là chúng tôi có sử dụng sai hoặc là phương pháp của bác sĩ như thế nào hay không? Với cái quan điểm là da là bên ngoài, cho nên tất cả những cái vấn đề về da thường được các chị, các bạn giải quyết bằng những cái sản phẩm, những cái phương thức bên ngoài mà thôi. Trong cái câu hỏi vừa rồi thì tôi lại thấy rằng nổi bật lên hai cái vấn đề mà chúng ta không phải là
có sai mà chúng ta chưa đúng thôi. Thứ nhất, đó là ngoài cái chuyện mà chúng ta dùng những cái phương thức chẳng hạn là thuốc bôi, tẩy sắc tố, tẩy nám, cũng như là laser, công nghệ kỹ thuật gì đó hỗ trợ để tẩy đi những cái sắc tố tăng đó đã tồn tại, thì cái chuyện phải ngăn ngừa làm sao cho nó đừng xuất hiện mới nữa, chứ không phải chỉ những cái đã tồn tại. Thì như vậy, thứ nhất là để ngăn ngừa, chúng ta phải làm sao bảo vệ da chống nắng thật tốt. Và một cái vế thứ hai mà chúng ta chưa làm đúng nữa, đó là da là một cái cơ quan bao phủ toàn bộ cơ thể, cho nên không phải chỉ có tác động từ môi trường ngoài mà có thể giải quyết được các vấn đề của da, mà chúng ta phải phối hợp từ tác động bên trong. Bên trong đó là gì? Đó là chúng ta làm sao cân bằng được cuộc sống để cho tinh thần của chúng ta thật thoải mái, giảm stress, để không sản sinh ra những cái hoạt chất, những cái nội tiết tố, những hóa chất để chỉ huy tăng tổng hợp sắc tố. Và hơn thế nữa, nếu như mà chúng ta trong một cái đối tượng mà thấy là có sụt giảm nội tiết tố của nữ chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải tìm cách bổ sung từ cái nội tiết tố nữ, thảo dược thiên nhiên như tôi đã nói ở trên, chẳng hạn như estrogen 100, và chúng ta nên bổ sung những cái chất gọi là chống oxy hóa, khử gốc tự do để giảm stress oxy hóa cho tế bào tối đa, trong đó gồm cả những tế bào sắc tố để sản sinh sắc tố. Thì chúng ta hay nghe nói đó là L-glutathione, như tôi cũng đã đề cập. Đây là một cái hoạt chất chống oxy hóa cực mạnh, và có thể phối hợp thêm những cái thảo dược chứa những hoạt chất khác như là alpha lipoic acid. Thì với một cái cặp đôi L-glutathione và alpha lipoic acid thì chúng ta biết đây là một cái cặp đôi gọi là quyền lực trong bảo vệ da, chống lại lão hóa cũng như chống lại sự tăng sinh sắc tố, để giảm cái hiện tượng tăng sắc tố của nám cũng như giảm những cái nhăn, chảy, trùng, nhão của da do chúng ta phải sống trong một cái môi trường, một cái cuộc sống quá ư là áp lực như hiện nay. Và ngoài ra chúng ta có thể bổ sung thêm những cái chất mà từ thảo dược chống oxy hóa khác, như tôi cũng đã nêu, từ các sản phẩm chẳng hạn như là Woman Sure. Và cuối cùng đó là chúng ta có thể dùng thêm những cái dưỡng chất bôi để duy trì. Sau khi chúng ta đã điều trị tích cực hết nám thì chúng ta lựa chọn những sản phẩm nhẹ nhàng bôi duy trì để giữ cho cái tông da của chúng ta được sáng bền lâu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. Vui là con gái ha, vui là con gái ha, 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 ha. Có gì ăn không chị? Ê, thấy cái mầm được không? Trời ơi, gian ra giùm cái đi trời ơi. Trời ơi, sao suốt ngày đi ra đi vô gặp mặt bà không, tôi chán, dễ sợ chán luôn á. Thì tôi đừng có nhìn cái mặt, nhìn cái lưng nè. Trời ơi, nhìn cái lưng thôi thà, nhìn cái mặt. Lưng gì đâu mà thịt không à, trời ơi, có cánh tay kìa. Cái tay bao nhiêu cái đùi tôi vậy đó. Quá trời quá đất gì Linh. Mệt quá chị ơi, chị đi lo kiếm chồng kiếm bồ vậy đi. Suốt ngày thấy chị ở nhà cứ chân diện hoài à. Mắc cười quá à. Em phải tự hào vì có một người chị không có tuổi như chị chứ. Hả? Không có tuổi hả? Đương nhiên. Nay chị gần 40 rồi đó mà không có tuổi. Thì tại cái đó là mày biết năm sinh của chị, hiểu không? Chứ còn nếu như mà người ngoài nhìn vô nó, ôi trời, người phụ nữ không có tuổi. Trời, tư tin dễ sợ. Nè, xin lỗi nha. Thấy vậy đó, 40 rồi nhưng mà lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, tự hạnh phúc như những cái mình có. Đặc biệt là dung nhan của mình, nhìn đi nha cưng. Sao? Không có một nếp nhăn. Đúng rồi, bà mập quá nhăn sao nổi vậy bà. Ăn nhiều thịt nó dồn ra hết trơn sao nhăn. Mệt quá kìa, coi kìa. Có gì? Mặt nám kìa. Thùm lao, cái này hồi nãy là người ta đánh cái gì nó dính thôi. Cái đâu ra mà đánh nám cái gì con mà khỉ. Trời ơi, nó nám như là cái bùng binh vậy đó. Chị chăm sóc da rất là kỹ nha. Một tuần là tẩy da chết 2 lần, đắp mặt nạ 4 lần, tối nào ngủ cũng có đánh kem. Nãy giờ chưa có soi gương hả? Cái này là nó dính. Đâu mà dính, tao mà bôi giùm coi. Dính. Dính gì? Nám chứ dính cái gì? Trời ơi, lo mà đi trị đi nha. Quý kỳ ta. Hôm nay nám thiệt. Nám chứ gì nữa. Chùi lát nó bung cái mặt ra bây giờ. Đau thiệt chứ. Ơ chết rồi giờ làm sao? Chị còn trẻ nhưng mà chị bị nám hả? Thì đó, bây giờ nám mà không cho chị mút nó lan ra nguyên cái mặt luôn đó. Ủa, tự nhiên nám một cục điện thui gì, cái nám lan hết nguyên cái mặt, cái mà mút có mặt trăng ở đây giống như bao công. Ghê. Ôi giờ làm sao? Thì đi khám đi coi điều trị coi sao. Thôi đi với chị đi, chứ chị đi mình chị mắc cỡ lắm. Trời ơi, tôi đi chị, tôi xấu hổ lắm. Không chị được. Ơi. Ôi trời ơi. Giúp chị đi mà.
Thưa bác sĩ, có nhiều trường hợp nám da và chủ động điều trị tại nhà. Vậy trong các loại nám thì nám nào có thể điều trị hiệu quả bằng cách bôi mỹ phẩm, mờ nám và viên thuốc khắc phục chân nám phát triển? Cụ thể cách điều trị này như thế nào thưa bác sĩ? Điều trị tại nhà thì hầu như là chủ lực và xuyên suốt. Đối với nám, chúng ta chỉ đến những cơ sở chuyên khoa hoặc tìm đến công nghệ kỹ thuật hiện đại để hỗ trợ làm sao giải quyết cho nhanh hơn bước đầu thôi. Còn bước duy trì vẫn là tự thân chúng ta vận động. Điều trị tại nhà, thứ nhất chúng ta phải làm sao bảo vệ da chống nắng thật tốt. Thì chống nắng chúng ta đã biết rồi, ngoài cái hình thức cơ học, đó là những cái mask, khẩu trang, vớ, găng, nón, kính râm v.v. màu sậm. Thì chúng ta cũng lưu ý là đừng đi ra ngoài vào những giờ cao điểm mà có cường độ tia UVB rất cao, đó là 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Tiếp theo chúng ta có thể là sử dụng những cái phương thức bôi chống nắng đúng cách. Và sau cùng, nếu như những cái tình huống mà chúng ta hoạt động không thể né tránh được, chẳng hạn như là bị tăng tiết mồ hôi trong môi trường có nước v.v. và chúng ta không có thời gian để có thể tái bôi lại mỗi 2 đến 3 giờ đúng quy chuẩn, thì chúng ta có thể dùng những cái viên uống chống nắng. Thì ngoài cái chuyện là chống nắng thì chúng ta có thể là dùng những cái yếu tố gọi là vitamin cho da, những cái yếu tố mà khử gốc tự do, giảm stress tế bào, cho cái tế bào da của chúng ta có thể là nó làm việc một cách đều đặn và cái nhịp điệu chậm lại để đừng tạo ra sắc tố nhiều nữa. Dạ thưa bác sĩ, như tình trạng của chị Lu đã chia sẻ, được điều trị bằng laser nhưng sau khi nó hết rồi á, nó lại quay trở lại à, thì tôi không hiểu lý do tại sao. Tất cả những cái ví dụ như chúng ta nghe quảng cáo là laser này trị nám, laser kia trị nám v.v. thì có thể sau khi trị chúng ta tiền mất tật mang bởi vì hai lý do sau đây. Lý do thứ nhất đó là chúng ta lựa chọn công nghệ không đúng và chúng ta chưa hiểu hết được cái cấu trúc cũng như sinh lý của da. Vì tế bào sắc tố ở trong cái lớp màng đáy của da, những cái tế bào ở những cái vùng bình thường lân cận với cái thương tổn tăng sắc tố mà thương tổn nám cụ thể là như vậy. Khi chúng ta chiếu cái laser vô, đây cũng là một loại ánh sáng, nó sẽ kích thích những tế bào lân cận, tăng hoạt tính của nó lên, tăng hoạt tính sản xuất sắc tố để chống chọi lại với lại cái chiếu của cái tia laser này. Như vậy sau khi chiếu chúng ta lại thấy đậm hơn. Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Thứ nhất là nếu như thương tổn tăng sắc tố nám má nặng, sau khi đã áp dụng những cái biện pháp điều trị tại chỗ ngoài da cũng như phối hợp với những cái phương thức uống từ bên trong mà sau 2 tháng chúng ta vẫn không thấy giảm đáng kể hoặc giảm như là kỳ vọng chúng ta mong muốn, thì chúng ta hãy tìm đến những cái biện pháp kỹ thuật công nghệ khác tại những cơ sở y tế có uy tín. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm của chương trình. Women's World hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tối nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên, giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảo dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn da. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm phần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Niu là sự kết hợp giữa Ibum Gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nói nghe nè, có giờ để ý vào này không? Sao? Con bồ em á là hay để mặt mộc lắm, không có trang điểm như lúc trước. Mà lúc trước nó trang điểm dày lắm. Đúng rồi. Lúc trước nó cũng đẹp nhưng mà có cái là không đẹp tự nhiên. Bây giờ là đẹp tự nhiên để mặt mộc. Trời ơi, không trang điểm dày ta thấy sao? Thấy gì? Mụn đúng không? Mụn đúng không? Trời ơi, mụn là chuyện bình thường. Da nó đen hả? Đâu có đen đâu. Hôm nay cái mặt đen mà cái người trắng. Biết che gì không? Che gì? Em nói nhỏ chị nghe thôi, chị đừng nói nó nghe nó nha. Nó có rẻ phải không? Bậy bạ. Nó bị nám. Cái gì? Bị nám. Còn trẻ mà bị nám. Chứ sao? Rồi bây giờ để mặt mọc. Sao không thấy? Hết rồi mới dám để mặt mọc. Hết nám. Chứ sao? Ui da, trời ơi, bà quýnh thiệt bà. Nhưng lại quýnh những chơi. Đau, đau nha.
Tại sao vậy hả? Tại sao con bồ của mình hết nám mà trong khi đó chị mình còn nám mà mình không chỉ cho chị mình đi? Ủa chị không có hỏi, không hỏi lấy gì tôi chỉ, mất công chị kêu tôi tài lanh. Tài lanh cái gì hả? Nhà có hai chị em mới biết thương chị chứ. Giờ muốn chỉ đúng không? Chỉ giùm cái đi. Mệt ghê vậy đó. Vậy không hỏi. Đây, bồ em sử dụng bộ sản phẩm này nè. Cái gì mà tùm lum vậy? Đó, một cái vừa uống nè, cái vừa bôi nè, điều trị nó là nguyên một cái liệu trình của người ta đó. Chị phải kết hợp ba cái một lúc vậy thì nó mới có hiệu quả. Rồi cái bộ sản phẩm này sử dụng sao? Nó tác dụng như thế nào? Rồi bao lâu mới được đẹp? Chị điện thoại trực tiếp cho bồ em chị hỏi đi chứ sao chị hỏi em? Sao nhớ số của Phương Anh được? Nhớ số của con Hiền bộ cũ mày không à? Cứ vậy không à? Thiệt. Cho tình. Số mới đi. Để nhắn qua liền nè. Ừ. Như bác sĩ trao đổi, trị nám là hiệu quả của một quá trình trị nám từ bên ngoài bằng mỹ phẩm hoặc laser và trị nguyên nhân gây nám cũng như ngăn chặn nám phát triển từ bên trong bằng cách là sản phẩm uống. Xin bác sĩ giải thích cơ chế tác dụng của sản phẩm này. Ngoài cái chuyện mà chúng ta dùng những cái phương thức chẳng hạn là thuốc bôi, tẩy sắc tố, tẩy nám cũng như là laser, công nghệ kỹ thuật gì đó hỗ trợ để tẩy đi những cái sắc tố tăng đó đã tồn tại thì cái chuyện phải ngăn ngừa làm sao cho nó đừng xuất hiện mới nữa chứ không phải chỉ những cái đã tồn tại. Thì như vậy, thứ nhất là để ngăn ngừa chúng ta phải làm sao bảo vệ da chống nắng thật tốt. Và một cái vế thứ hai đó là chúng ta phải phối hợp tác động từ bên trong. Bên trong đó là gì? Đó là chúng ta làm sao cân bằng được cuộc sống để cho tinh thần của chúng ta thật thoải mái, giảm stress để không sản sinh ra những cái hoạt chất, những cái nội tiết tố, những hóa chất để chỉ huy tăng tổng hợp sắc tố. Và hơn thế nữa, chúng ta nên bổ sung những cái chất gọi là chống oxy hóa, khử gốc tự do để giảm stress oxy hóa cho tế bào tối đa, trong đó gồm cả những tế bào sắc tố để sản sinh sắc tố. Thì trong đó chúng ta sẽ hay nghe nói đến là những cái chất chống oxy hóa. Thì những chất chống oxy hóa mà để nó cực mạnh hoặc là gọi là rất là quyền năng trong cơ thể của chúng ta hay nghe nhắc đến đầu tiên đó là L-glutathione. Thì đây là một chất có thể dùng để bảo vệ các tế bào còn lại trong cái quá trình bệnh nhân điều trị ung thư với các cái hóa trị liệu luôn, là để bảo vệ các cái tế bào lành lặn còn lại. Cái hoạt chất thứ hai cũng giúp chống oxy hóa khá là mạnh mẽ, đó là cái lipoic acid. Thì những cái chất này tại sao nó lại làm giảm sắc tố của những cái thương tổn tăng sắc tố? Là vì nó sẽ ức chế tế bào sắc tố tạo ra sắc tố từ cái chất tyrosine bằng cách là nó sẽ ức chế cái hoạt động của cái men để thúc đẩy quá trình tạo sắc tố. Và hơn thế nữa đó là nó ổn định được màng tế bào, nó khử các gốc tự do và nó làm cho cái quá trình mà diễn tiến thành sắc tố từ các con đường tổng hợp đều bị chậm lại. Và như vậy là da của chúng ta sẽ giảm màu sắc tại các thương tổn đó. Thì trong những cái sản phẩm từ thiên nhiên thì chúng ta sẽ thấy thường là không gồm một hai những cái hoạt chất chủ lực đó mà sẽ bao gồm rất là nhiều những cái chất gọi là dẫn chất thiên nhiên hay là gọi là thảo dược mà có tác dụng làm sáng da hơn, làm khử sắc tố, làm chậm cái quá trình phân phối các sắc tố từ tế bào đáy mà nó lên dần trên bề mặt. Đó là những cái chiết xuất từ trà xanh, chiết xuất từ quả lựu, chiết xuất từ những cái hạt nho đỏ, vân vân và vân vân. Thì những cái chiết xuất này đã được khoa học chứng minh bằng các thử nghiệm lâm sàng là nó đã ức chế sự tạo thành sắc tố rõ rệt. Và như vậy chúng ta nên tìm kiếm những cái sản phẩm mà gồm tất cả những cái chất chống oxy hóa hay là những cái chất mà khử gốc tự do, chẳng hạn như là Women Sure. Ở những bạn nào mà cảm giác là sau sinh, ở những bạn nào mà tiền mãn kinh, mạn kinh mà thấy là có vẻ là tôi đang có rối loạn nội tiết tố nữa, thì chúng ta lại có thể tìm đến nhóm thực phẩm chức năng chứa những cái estrogen thiên nhiên, estro-G100, chẳng hạn như là Kiều Xuân. Thì đó là những cái estrogen thiên nhiên khá là an toàn để chúng ta có thể bổ sung cho cơ thể của chúng ta một cái sự rối loạn mất cân đối mà chúng ta đang bị mắc phải. Còn từ bên ngoài thì chúng ta có thể ở nhà chúng ta tìm những cái sản phẩm cũng thế. Chúng ta nên dùng dược mỹ phẩm thì hay hơn là chúng ta dùng mỹ phẩm. Bởi vì dược mỹ phẩm là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thiên nhiên là đa số. Và những cái hoạt chất này cũng đã được y học chứng minh là nó đã có tác dụng trên cái quá trình
ngăn chặn cái quá trình tạo hắc tố rồi hay tạo sắc tố melanin rồi. Cho nên chúng ta sẽ lựa chọn những cái sản phẩm bôi có chứa những cái hoạt chất mà giúp cho cái sự tạo sắc tố nó bị khử đi hay là chậm lại. Chẳng hạn như là những cái sản phẩm bôi cũng thế, có chứa những cái người ta hay gọi là nano, có nghĩa là những cái hạt rất là nhỏ, nhưng mà trong cái hạt rất nhỏ đó thì nó lại được cấu tạo bởi các cái bao phim, và bên trong nó lại chứa những cái hoạt chất để làm sáng da, như là lipoic acid, như là glutathione, như là arbutin, như là azelaic acid, vân vân và vân vân. Và trong cái sản phẩm, ngoài cái nano mà gọi là để làm sáng da, nano bright, thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm mà có chứa những cái hoạt chất mà giúp khử sắc tố mạnh hơn, chẳng hạn như là adavera, thì đây cũng là một cái hoạt chất mà nó ức chế cái men tyrosina để không tạo ra melanin từ tyrosin. Thì sau khi chúng ta bôi những cái này, nó không mang những cái đặc tính gọi là tẩy da mạnh quá, cũng như nó không mang những cái đặc tính là bào mòn những cái lớp trên bề mặt da. Như vậy da của chúng ta khá là an toàn, khá là yên tâm, tránh được những cái tác dụng phụ mà những cái thuốc, nhóm thuốc mà tẩy sắc tố khác hay gặp phải. Thưa bác sĩ, thì tôi cũng như các phụ nữ khác á, thì dĩ nhiên là nhan sắc là khá là quan trọng. Thì cái bộ sản phẩm gồm viên uống, serum Kiều Xuân á, rồi Woman Sure, thì làm thế nào mà cho nó hiệu quả hơn, lợi ích của nó đem lại sau đó là như thế nào, thì bác sĩ có thể là hướng dẫn thêm được hay không? Ở đây thì tôi cũng xin nói chung là tất cả những cái sản phẩm hay là những cái chế phẩm mà chứa những cái hoạt chất từ thiên nhiên có tác dụng là khử gốc tự do, chống oxy hóa mạnh, cũng như là chứa những cái hoạt chất để ức chế sự tổng hợp sắc tố của da, thì chúng ta đều có thể sử dụng được hết. Mà đặc biệt đó là những cái sản phẩm mà đã được lưu hành thị trường, tức là đã được những cái cơ quan kiểm soát sức khỏe con người chấp thuận và cho lưu hành trên thị trường, thì chúng ta càng nên tin tưởng để sử dụng. Như vậy là bạn cũng đã lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên bạn còn hơi lăn tăn là như vậy thì sử dụng như thế nào an toàn, và ngoài cái mong muốn là để sáng da trị nám mà cái tình trạng bạn đang mắc phải, thì nó còn giúp được gì hơn cho chúng ta hay không, thì đây là những cái lưu ý mà chúng ta nên nhớ để khi chúng ta sử dụng bộ sản phẩm này. Thứ nhất đó là viên uống, thì chúng ta có thể là giống như đã gọi là thực phẩm chức năng hay là thực phẩm thay thế, thì chúng ta cũng có thể sử dụng mỗi ngày trong một cái khoảng thời gian. Thì thời gian là bao lâu? Có thể là 3 tháng, có thể 6 tháng. Và sau đó chúng ta có thể giảm để duy trì, hoặc là chúng ta tạm ngưng một khoảng thời gian ngắn và chúng ta vẫn có thể dùng lại nếu như nhu cầu cơ thể của chúng ta lên tiếng. Thì mỗi ngày các bạn có thể dùng uống từ 1 đến 2 viên Woman Sure chứa những cái hoạt chất chống oxy hóa cực mạnh như tôi đã nói, hoặc là 1 đến 2 viên Kiều Xuân. Tuy nhiên cái đối tượng thì cũng cần nên lưu ý, đối với Woman Sure là thực phẩm bổ sung để giúp cho cơ thể chúng ta trẻ hóa, thì chúng ta có thể sử dụng. Nói chung là từ tuổi 18 là chúng ta vẫn có thể dùng, bởi vì từ lứa tuổi này đã có chịu đựng cái tiến trình lão hóa ngoại sinh rồi. Tuy nhiên sau 30 thì cộng với cái tiến trình lão hóa nội sinh nữa thì đáng để chúng ta sử dụng. Còn riêng đối với cái viên uống Kiều Xuân thì đây là một cái nội tiết tố thảo dược thay thế, cho nên chúng ta sử dụng ở những cái đối tượng mà nhu cầu cơ thể cần và lên tiếng. Đó là những cái trường hợp mà bắt đầu bị sụt giảm về nội tiết tố nữ, tiền mãn kinh, mãn kinh, hoặc là ở những cái đối tượng là sau khi sinh mà đã ngưng, không còn cho bé bú, thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta bị sụt giảm nội tiết tố nhiều sau quá trình sinh nở, stress sau sinh vân vân cũng ảnh hưởng đến sự tăng tiết của cái nội tiết tố nữ. Như vậy chúng ta cũng có thể sử dụng. Còn đối với sản phẩm bôi thì các bạn biết rồi, những cái hoạt chất thiên nhiên mà da của chúng ta tương đối là dung nạp tốt. Có chăng nữa, ở một số đối tượng quá nhạy cảm thì có thể lúc bôi đầu tiên trong khoảng một thời gian ngắn, các bạn có thể bị cái hiện tượng là kích thích da, có nghĩa là da hơi đỏ nhẹ hoặc hơi khô, hơi sần gì đó. Thì chúng ta cứ việc tạm ngưng bôi vài ngày,
khi da chúng ta dịu trở lại thì chúng ta vẫn có thể bôi lại, và sau một cái quá trình như vậy da chúng ta sẽ quen dần với cái chế phẩm thì chúng ta có thể sử dụng một cách lâu dài. Dạ, thưa bác sĩ, như bác sĩ đã trao đổi thì chống nắng là một bước vô cùng quan trọng, giúp hết nám nhanh nè, ngăn hình thành nám mới nữa, cũng là cách để bảo vệ da và chống lão hóa. Thì xin bác sĩ giải thích cho cái cơ chế gây nám và lão hóa da của ánh nắng, cũng như là cách chống nắng toàn diện nhất. Tại sao mà tia UV lại gây hại cho da, hay ánh sáng mặt trời lại có hại cho da nhiều như vậy? Bởi vì khi chiếu trên bề mặt da, nó sẽ sản sinh ra rất nhiều các gốc tự do. Và các gốc tự do này nó lại tác động đến một cái đoạn ngắn ngắn ở đuôi của ADN nhân tế bào. Cái đuôi này nôm na gọi là đồng hồ sinh học, thì tế bào của chúng ta sẽ bị chết theo chương trình sớm hơn. Hơn thế nữa, tia UV còn tác động trực tiếp lên cái sản sinh ra cái melanin sắc tố. Và như vậy trong cái cơ chế mà sinh ra sắc tố dưới tác động của các gốc tự do tia UV tạo nên này, thì sắc tố sẽ được sản sinh ra nhiều hơn. Và sau cùng đó là ngoài cái chuyện mà tác động lên sắc tố thì cái gốc tự do tác động của UV nó lại gây ra tạo những cái men, mà những cái men này nó sẽ hủy đi cơ chất mà cụ thể ở bề mặt ngoài của cơ thể, đó là cơ chất của da, làm da của chúng ta sẽ nhăn, nhão, trùng, chảy xệ, tạo các nếp nhăn sớm. Và như vậy chúng ta thấy là tia UV là một mấu chốt quan trọng trong gây lão hóa da nói chung, trong gây tăng sắc tố da nói riêng. Và do đó chúng ta phải bảo vệ da chống tia UV hay chống ánh sáng mặt trời thật tốt với các sản phẩm thật là hữu hiệu. Từ bên ngoài có kem chống nắng, lựa chọn như thế nào cho đúng cách, cách sử dụng như thế nào cho đúng cách, có lẽ chúng ta đã từng nghe nói. Từ bên trong có thể chúng ta dùng những cái viên uống có chứa những cái hoạt chất để bảo vệ DNA của tế bào, cũng như bảo vệ cái gốc tự do sản sinh ra. Chẳng hạn như viên uống Bisin mà các bạn đã biết. Sau khi sinh thì da tôi bắt đầu xuất hiện những cái vết nám nhỏ, được bạn bè giới thiệu có sử dụng viên uống Kiều Xuân và Women's Sure. Sau 3 tháng thấy hiệu quả rất rõ rệt, giờ đây các vết nám của tôi đã biến mất hoàn toàn. Tôi có nên sử dụng tiếp sản phẩm này không ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì như tôi đã nói, nhắc đi nhắc lại, chúng ta có thể sử dụng những cái thực phẩm thay thế, thực phẩm chức năng mà có chứa những cái hoạt chất đã biết rằng tốt cho sức khỏe. Và cái chuyện mà khi mình sử dụng và những cái vết nám bay đi là một điều đáng mừng, và chúng ta cho thấy rằng hiệu quả của sản phẩm là thực sự có. Tuy nhiên các bạn lại lăn tăn ở cái suy nghĩ là tôi có nên tái sử dụng hay là tiếp tục sử dụng liên tục trong một khoảng thời gian dài hay không, thì việc đó còn tùy thuộc rất là nhiều vào mỗi cá nhân. Tại sao tôi nói như vậy? Còn yếu tố về kinh tế, yếu tố về hoàn cảnh môi trường làm việc, yếu tố về cái tiến trình lão hóa, những cái xuất hiện tổn thương, thương tổn mới trên da của chúng ta như thế nào nữa. Nếu như các bạn mà có điều kiện về kinh tế thì sau đó chúng ta vẫn có thể duy trì cái viên uống Kiều Xuân chúng ta sử dụng trong một khoảng thời gian dài, có thể 3 đến 6 tháng. Và sau đó nếu chúng ta cảm giác là thôi để cơ thể chúng ta relax, để có thể thay thế những cái thực phẩm khác đi, thì các bạn cũng có thể là luân chuyển với nhau. Tuy nhiên là cái chuyện sử dụng lâu dài cho đến nay thì vẫn chưa có một cái báo cáo nào cho thấy rằng là có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Nếu như các bạn thấy sau khi dùng da mình đã khỏe, đã sáng rồi mà tôi thử ngưng một thời gian mà thấy da hơi chớm, có vẻ là lão hóa trở lại rồi đấy, thì chúng ta vẫn có thể tái sử dụng lại. Thưa bác sĩ Lê Thái Văn Thanh, sau khi đi biển về da tôi bị cháy nắng đen, mất 3 tông da trước đây, vài vết nám đậm màu lên, vậy thì uống Women's Sure có giúp da tôi cải thiện trở về trắng sáng như xưa không đây? Chắc chắn là có. Nhưng chúng ta đừng kỳ vọng vào một phương thức nào đó quá tuyệt đối. Ngoài cái chuyện chúng ta cung cấp từ bên trong những cái chất để chống oxy hóa, để ức chế tạo sắc tố melanin cho da, thì chúng ta phải bảo vệ da chúng ta tránh nắng, chúng ta phải điều chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt cho hợp lý nữa, thì chúng ta mới duy trì được cái làn da đẹp mà trước khi đi biển chúng ta sở hữu. Kiều Xuân hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ.
Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tố nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên, giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảm dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn nhang. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm phần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Niêu là sự kết hợp giữa Ibum Gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Niêu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Xin mời quý vị đến với câu hỏi dành cho khán giả. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: estrogen 100 có tác dụng ổn định nội tiết tố, xóa mờ các vết nám, giúp làn da trắng hồng mịn màng, đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 0898616001. Sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0962162XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 0898616001 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Một lần nữa thì cảm ơn nhãn hàng Kiều Xuân ổn định nội tiết kéo dài tuổi xuân và Women Sure trắng da mờ nám chống lão hóa của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin nói là chào tạm biệt của quý vị, nên nhớ liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0896 509 509 để được tư vấn miễn phí quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng tôi xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một làn da thật đẹp nha. Xin chào. Là phụ nữ ai cũng mong muốn có một làn da càng mịn, trắng sáng không tí vết. Tuy nhiên sau tuổi 30, estrogen nữ bắt đầu suy giảm, gốc tự do tăng lên nên những vết nám bắt đầu xuất hiện và ngày càng lan rộng gây ra nhiều cản trở tự ti trong tâm lý. Xin chào mọi người, mình năm nay 30 tuổi rồi. Thì trước đây sau khi sinh tình trạng da của mình nó xuống cấp một cách trầm trọng luôn. Những mảng nám nó xuất hiện rất là nhiều nên mình không có còn tự tin khi nhìn mọi người nữa, cũng không dám nhìn mình ở trong gương luôn vì mình không có nhận ra mình của 2 năm trước nữa. Thì may mắn được một người bạn chia sẻ sử dụng viên thuốc uống của Kiều Xuân và serum của Kiều Xuân thì tình trạng nám của mình nó được khắc phục rất là nhiều. Sau đó mình sử dụng tiếp viên thuốc uống của Women Sure để cải thiện thêm cái tình trạng da và để cho da ngày càng trắng hơn nữa. Mình thực sự cảm thấy may mắn lắm khi sử dụng được cái bộ sản phẩm này thì cải thiện làn da một cách tuyệt đối luôn, để làn da có thể trắng mịn như bây giờ. Sau khi được bác sĩ tư vấn để đi laser và sử dụng viên uống Women Sure cùng bộ sản phẩm Kiều Xuân gồm viên uống và serum bôi ngoài da, thì một thời gian sau á, khoảng vài tháng thì bạn bè tôi gặp tôi lại và họ nói là làn da tôi trông trắng sáng và rất là nhuận sắc. Tôi rất là vui vì điều đó và tôi chia sẻ với họ là tôi đã sử dụng viên uống và kem bôi ngoài da. Đó, thì khi mà sử dụng bộ sản phẩm này tôi rất là tự tin. Đó, bây giờ da mặt của tôi rất là sáng và ai cũng nói là tôi trông rất là quý phái và sang trọng hẳn ra. Tôi rất là tự tin vì điều đó. Tôi không cần phải chạy ra ngoài khắp nơi để mà tìm phương pháp điều trị nữa. Tôi hoàn toàn đã tránh xa được nám da rồi.